Hello mọi người, hôm nay đi ra ngoài vườn lượm được một em chim sâu mới ra ràng bị rớt ra khỏi ổ. Tội không? Đó. Bây giờ phải nuôi nó cho nó lớn. Để đi kiếm rơm cho nó. Giờ đi kiếm miếng rơm. Kiếm miếng rơm cho làm cái tổ cho nó. Đó, cái con mà nó đang kêu đó là con chim mẹ của nó đó. Rồi giờ không biết nó ở đâu. Đó, mấy bạn nghe nó kêu không? Nó kêu chích chích chích. Đây, ở đây có rất là nhiều cỏ loại dạng này. Bữa mình cắt cỏ nó có nhiều cỏ này lắm mẹ. Mình thì mình không thích giam cầm nó, nhưng mà bây giờ nó nhỏ quá rồi. Nuôi nó luôn. Nuôi nó hoặc là mấy con chim bố mẹ của nó thì giờ nó đang đi kiếm nó, nhưng mà mình cũng không biết làm cách nào để trả nó về hết, tại vì không biết tổ nó ở đâu mới nhặt được. Ok rồi, kiếm một mớ về làm tổ cho nó. Nhìn nó tội chưa? Ngồi co ro nó sợ. Ok, giờ mang nó ra ngoài đây. Đưa cái nồi đất dục đi. Rừng cái tổ cho nó đó. Dễ thương không? Rừng chợ. Mang nha. Đói. Ok. Ê, bay đâu rồi? Nó trong đây là nó xạo quá. Nó xạo quá, nó ở bên kia mà. Để lắp cái tổ nó xong rồi thả nó vô. Ok. Cái cỏ to. Ok, cái cỏ to. Đấy, để làm sao để khỏi tối kiến nó lên nó ăn thịt nó nữa chứ. Nó cái cổ mềm này vô để cho nó nằm. Ok. Tìm thổi giống cái tổ rồi đó. Giờ bắt nó vô. Đừng có. Ê. Đừng có chạy. Ok. Ê. Chạy đâu? Hai, ấy cho nó. Nè. Ok, bây giờ mình đi kiếm cho nó một ít thức ăn. Con này thì nó ăn sâu, nhưng mà sâu bây giờ không có
biết kiếm sâu ở đâu hết. Có một ít cắm gà. Hồi xưa mình cũng có hay nuôi chim con. Chim sẻ con thì mình hay cho nó ăn cắm gà, nhưng mà bây giờ mình không có thích bắt nữa. Cái này vô tình bắt được, lượm được. Giờ đi kiếm ít cắm gà cho nó ăn. Ok, giờ mình để trong cái góc này để cho nó đỡ sợ. Còn đây là cám cho gà con. Giờ mình cần một chút nước để cho nó có thể đặt lại. Nhìn cái hồ rong thần thánh. Mặc dù ở nhà rảnh nhưng mà vẫn chưa có làm hồ cá hồ kiếp gì hết. Giờ đang ở nhà thất nghiệp nên đang tìm hướng để phát triển khác. Rồi nhào để cho nó đặt lại nhỏ hơn, tại miệng của nó cũng không to lắm. Đây, hồi xưa là chuyên chơi cái trò này. Khi mà nuôi chim, chim con thì nó cũng như gà con thôi. Do là chạm vô đầu nó. Nó thức ăn rồi, cái phần tổ kiến nó lên nó ăn thịt nó luôn á. Ngon không? What the fuck? Làm hết hồn. Tôi không gắn nó làm gì. Ok. Nào lấy cần ăn nữa. Nào. Đó, nó đã ăn cái này đó. Mỗi khi chim bố với chim mẹ nó cho ăn là nó thấy cái hình ảnh rồi hết hồn. Con chim nó sắp ra đàn rồi mà nó rớt. Mà nó rớt mà nó bị kẹt trên kia.
Ok, bây giờ mình sẽ chế tìm quanh nhà thì có một như vậy. Đó, lúc mình treo lên như vậy. Giờ là chuyện nó vô. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trai con 32 giờ. Giờ là đi kiếm cái mục tiêu và kéo nó lên. Đây giờ đi đâu? Đi đâu? Đi đây. Kéo như nó. Nghe con chim mẹ nó kêu nó đòi đi. Đi đâu? Ok, giờ đi kiếm chỗ treo lên. Đây, chuẩn bị trả em nó về với thiên nhiên. Đó, nó nghe tiếng con mẹ nó kêu, cái là nó kêu á, nó kêu để nó kêu mẹ của nó đó. Giờ đi trả cho nó về. Giờ treo lên trên đây, lên viên ngọt của cái tiêu này. Ok, đã làm xong nhiệm vụ, bây giờ là bye bye. Để nó ở đây và chờ nó kêu là tự động con mẹ nó sẽ tới. Giờ xuống thôi.